Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trước mối đe dọa vỡ tung hàng chục đập nước ở tỉnh Hồ Nam do mưa lũ miền Nam gây ra, sau khi ngồi quan sát từ trực thăng trong chuyến thị sát, Tập Cận Bình đã lệnh cho quân đội Trung Quốc nổ tung hàng loạt đê bao, đoạn đập phía ngoài của sông Vệ Hà, sông Hán Thủy tại đây, đồng thời cho nổ 10 con đập đất ngay trong đêm ngày 1 tháng 8 vừa qua ở tỉnh Hồ Nam để giải phóng áp lực nước, phá thế, hiểm nguy, mục đích để ngăn và chuyển dòng nước lũ đe dọa các thành phố lớn khác của tỉnh Hà Nam. Nhưng mọi tính toán của ông Tập đều sai bét trước thiên nhiên khi lượng nước lớn này được giải phóng đã nhanh chóng biến thành một đại dương mênh mông ập vào và gây ngập toàn bộ các thành phố lớn và thị trấn trên khắp địa bàn gồm An Dương, Hạ Bích, Tân Hương tan tác khiến tỉnh Hồ Nam nước này bị vỡ hoàn toàn trước dòng lũ dữ. Theo tờ báo địa phương cho biết, việc phá tung đê bao và hàng loạt con đập đất vào đêm ngày 1 tháng 8 đã tạo ra một trận sóng thần khủng khiếp cuồn cuộn hướng đến các thành phố lớn, hất tung móng của nhiều tòa nhà, khiến hàng ngàn ngôi nhà không những bị chìm mà còn trôi tự do theo dòng nước. Hàng chục cây cầu, đường sắt, xe cộ bị cuốn đi vì sự tính toán và cảnh báo sai của chính quyền khiến cho người dân ở khu vực này hứng chịu thảm họa diệt vong. Những người trực tiếp tham gia kích nổ đập đã bị nhấn chìm đầu tiên. Theo đó, nửa đêm ngày 2 tháng 8, 4 thành phố lớn và 5 thị trấn tiếp tục bị nút gọn, hiện số người chết và người mất tích vẫn chưa thể chính xác. Nhưng các nhà ngoại giao phân tích thảm cảnh này được cho là còn tồi tệ gấp 10 lần thảm họa vỡ đập Bàn Kiều xảy ra vào năm 1975 cũng tại tỉnh Hồ Nam, cướp đi sinh mạng của 171.000 người. Nên thiệt hại về người và tài sản lần này được cho là vô cùng lớn, ước tính lên đến 6.000 người. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, hiện có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố Tân Cương cùng tỉnh cũng đã bị tràn. Lượng mưa 812mm đã phá vỡ các kỷ lục lịch sử, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Cũng tại thành phố An Dương, cách đó khoảng 65km cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát bán quân sự của thành phố đã được huy động để giải quyết thiệt hại. Nhưng trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết cùng với một màn đêm tối do hệ thống điện bị ngắt vì mưa lớn, khiến việc cứu hộ dường như là điều không thể được. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin, các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, sau khi nổ đập, nước lũ đã chảy vào các đầm bên dưới và hướng thẳng các thị trấn làng mạc gần đó. Được biết, khoảng 20 giờ 49 phút tối ngày 6 tháng 8, đoạn đập đầu tiên trên sông Vệ Hà được kích nổ và cứ khoảng 10 phút thì chính quyền để cho nổ những đoạn đê sau. Sau khi nổ đập vào đê thì mức nước đã bắt đầu xuống, nhưng đến 23 giờ tối thì thảm cảnh tồi tệ xảy ra như chúng tôi đã đề cập ở trên. Ở các nơi khác, binh sĩ và các đội cứu hộ đã phải gia cố các bờ kè bằng bao cát và đá khi con sông địa phương bị vỡ sau khi nước lũ từ đây gây ngập lụt 15 làng và các cánh đồng ở tỉnh Hà Nam. Hơn 814.000 người đã được sơ tán. Mưa lũ mùa hè thường tấn công vùng Trung Nam, Trung Tâm và miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, hiếm năm nào nước lũ quý hiếm như năm nay tại miền Trung nước này. Hiện nhiều người lo ngại thành phố Vũ Hán và nhiều thành phố trung tâm lớn ở hạ lưu các con sông sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lũ lụt, ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục triệu người dân. Trước thiệt hại to lớn về người và của, nhiều người đã chỉ trích cơ quan dự báo thời tiết của nước này. Theo các chuyên gia, Trung Quốc dự báo đúng như mưa lũ nhưng sai thời gian và địa điểm. Các nhà dự báo thời tiết đã dự báo sẽ có mưa lớn trước trận lũ kinh hoàng quét qua miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng đã đưa ra cảnh báo sai địa điểm lẫn thời gian. Bà Susan Evans, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng của tỉnh Hồ Nam vào hôm 2 tháng 8 cho biết chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ thời tiết khắc nghiệt từ hôm 1 tháng 8. Các nhà dự báo đã đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ diễn ra ở thị trấn Tiêu Tác một ngày trước khi trận mưa tồi tệ khác xảy ra. Các khu vực còn lại, trong đó có thành phố Trịnh Châu, được dự báo sẽ chứng kiến lượng mưa ít hơn. Vào hôm 2 tháng 8, chính quyền địa phương cảnh báo rằng Tiêu Tác có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500mm và có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một, buộc phải sơ tán một số cư dân khỏi các khu vực trũng thấp. Tuy nhiên, không phải Tiêu Tác mà là Hà Nam trong số 12 triệu dân bất ngờ chứng kiến lượng mưa hơn 200mm chỉ trong một giờ hôm 1 tháng 8. Chậm hơn một ngày so với dự báo, chính quyền thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ ở mức cảnh báo cao nhất, nhưng khi đó hầu hết người dân đã trên đường đi làm. Kính thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đại lục liên tục chìm trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
nếu buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên thì kế tiếp là sấm chớp kinh người kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong khi một số khu vực khác thì mưa đổ như thác thay vì đánh xuống đất như quy luật tự nhiên phải thế. Nhưng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc lại xuất hiện hơn 10.000 lượt sét đánh chồng ngược lên trời. Những tia sét ngược này tạo ra một quang cảnh kỳ lạ trong cơn giông bão khi ngọn sét hình thành trên mặt đất và rạch nhiều tia trên bầu trời. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc, đồng thời độ sát thương vô cùng cao gây nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều người dân Thượng Hải cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn giông và hàng chục ngàn tia sét kinh người này lên mạng xã hội. Cụ thể, trong các video được người dân quay lại, chúng ta có thể thấy những tia sét kỳ lạ này được hình thành trên đỉnh của các tòa nhà chọc trời sầm uất tại Thượng Hải. Chúng đánh ngược lên những đám mây ở độ cao lên tới 9.000m. Theo Reuters cho biết, buổi sáng ngày 2 tháng 8, Thượng Hải thời tiết rất nóng, buổi trưa nhiệt độ gần 35 độ. Sau đó 8 giờ tiếp theo, Thượng Hải đột nhiên có cơn giông lớn kèm sấm sét đùng đùng, cùng với mưa như chút nước. Theo thống kê được công bố sáng ngày 5 tháng 8 bởi Trung tâm Kỹ thuật Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Thượng Hải, từ khoảng 19 giờ 45 phút đến 23 giờ cùng ngày, số lần sét đánh ở Thượng Hải lên tới 10.207 lần, trung bình 120 tia sét một phút. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong, nhưng hiện tượng kỳ dị này đã khiến Thượng Hải mất điện trên diện rộng và chắc chắn sẽ lưu đầy sổ sách về thảm họa thiên tai hiếm gặp tại Trung Quốc. Nói với Reuters, một công dân sống tại quận Hán Khẩu, Thượng Hải đã nói rằng: "Thật kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng sấm sét ầm trời như vậy. Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy hàng xóm của tôi. Nó làm tôi sực tỉnh dậy, cứ tưởng rằng động đất năm nay đúng là một năm đầy bất thường." Cũng có một cư dân khác nói rằng đang ăn cơm tối tự nhiên sét đánh từ dưới mặt đất lên thấy kỳ lạ. Kèm theo đó là âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này hàng ngàn chùm sét thi nhau sáng cả bầu trời đêm, nhưng lần này lại bị dọa cho sợ khiếp vía. Tuy sét đánh trong thời gian giông bão không còn là điều lạ lẫm gì với nhiều người, tuy nhiên trong năm nay hiện tượng này tại Trung Quốc đã khiến nhiều người lo ngại. Với sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại gió, các tua bin quay đón gió thường được đặt trên núi cao nên rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ sét, đặc biệt là các sét chồng ngược. Thưa quý vị, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 vừa qua được coi là những đại nạn cho Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao trong chính quyền cũng như người dân Trung Quốc, khi mưa lũ sấm chớp liên tục lớn nhất trong gần 51 năm qua tấn công thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố khác làm giao thông hỗn loạn. Cơn thịnh nộ của thần sấm, thần sét cũng đang làm cho Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản của Trung Quốc toát cả mồ hôi, mất ăn mất ngủ khi đánh trúng và phá vỡ tan tành bức tranh của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn, một biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Cũng trong thời gian này, sét đánh làm đổ sập hoàn toàn bức tường cao 10m của Tập Cận Bình ở núi Hóa, Trung Sơn tại Thiểm Tây, quê hương của ông ta. Ngoài ra, sét cũng đang viếng thăm nhiều quan chức Bộ Quốc phòng, 5 viên chức Bộ Ngoại giao, biến các quan chức trên trở thành nạn nhân với thi thể gần như cháy đen. Sét đánh còn làm sập 1/4 tòa nhà Bộ Quốc phòng của nước này, khiến nhiều tướng lĩnh và sĩ quan đang làm việc tại đây thiệt mạng. Thảm họa trên làm cho hơn 540 người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tử vong. Thưa quý vị, Trung Quốc và các tỉnh khác hai ngày qua đã hứng chịu những trận mưa to gió lớn, sấm sét kinh hoàng từ trước tới nay. Do mưa lớn, hai sân bay quốc tế tại Nam Kinh cũng đã giảm 760 chuyến bay, nhiều chuyến bay bị hoãn và 166 chiếc xe buýt bị đình chỉ. Theo tin tức mới nhất từ Văn phòng chống lũ lụt bão Bắc Kinh, lượng mưa ngày 1 và ngày 2 tháng 8 được coi là mạnh nhất kể từ mùa mưa lũ, đạt cấp độ mưa lớn xối xả đến mưa to, thể hiện đặc điểm và thời gian mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn kèm theo gió mạnh, sóng chớp vang trời. Một vụ tai nạn hàng không cũng đã xảy ra tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh, khiến cho một máy bay hạ cánh trong thời tiết xấu đã mất lái, đâm đầu xuống đường băng nổ tung, làm cho hơn 240 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, khiến cho sân bay phải đóng cửa tạm thời. Thêm một nguồn tin chính thức từ Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh, tính đến 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, Tập đoàn Giao thông Công cộng Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp tạm thời trên 188 tuyến. Theo báo cáo, vào lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 8, do mưa rông, 3 cây lớn và 4 cột điện trên đường Nam Môn của tiểu khu Đàng Thuận, thị trấn Vương Tư Danh, quận Triều Dương, Bắc Kinh đã bị gió mạnh quật đổ, đập nát 10 chiếc xe ô tô và làm thiệt mạng 3 người. Hai người đàn ông bị thương ở đầu, hai phụ nữ khi đang qua khu vực trên. Bắc Kinh cũng thông báo tối ngày 1 tháng 8 sẽ tạm dừng mọi hoạt động thể thao, văn hóa, thương mại ngoài trời trong một diễn biến mới có liên quan sau khi thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Chưa đầy 10 ngày, Tập Cận Bình đã bị dân chúng la ó và đòi tẩy chay.
khi không đoái hoài gì đến người dân trong trận lụt lịch sử năm nay, Tập Cận Bình lại tiếp tục chứng kiến nhiều hiện tượng mang đầy màu sắc tâm linh và điềm báo rủi ro. Bức tranh của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn vào đúng 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 đã bị một tia sét cực mạnh phá hủy, đánh tan tành, khiến cho hình ảnh Mao Trạch Đông đã vỡ tan tành vô số mảnh vụn và chôn vùi trong đống gạch đổ nát. Camera của khu vực cũng ghi lại một số tia sét đánh trúng tòa nhà trên 5 phút, sau đó khiến cho nó bị nổ tung và sập xuống. Cơn thịnh nộ của thần sét chưa dừng lại ở đó. Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, thần sấm đã viếng thăm khu Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hàng loạt tia sét đánh trúng làm sập gần 1/4 tòa nhà kiên cố của Bộ Quốc phòng, khiến cho hàng trăm sĩ quan và tướng lĩnh đang làm việc tại đây thiệt mạng. Sét đánh cũng biến 5 quan chức ngoại giao thành than và gần như bị biến dạng hoàn toàn. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng bị sét hỏi thăm nhưng may mắn đã thoát chết với khuôn mặt dính đầy máu, gây hoang mang cho những người chứng kiến. Tựa như thần sấm, thần sét này có những ưu ái thiên vị dành cho các quan chức Cộng sản Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, sau cơn mưa tầm tã tại tỉnh Thiểm Tây, quê hương của Tập Cận Bình, đã xuất hiện nhiều tia sét đánh xuống bức tượng của Tập Cận Bình cao khoảng 9m trên một hang đá ở núi Trung Hoa Sơn, khiến cho nó bị phá hủy hoàn toàn, biến thành đống gạch vụn. Tập Cận Bình sau khi nghe tin muốn ngất xỉu. Trong 2 ngày qua, tại các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Phúc Kiến, Giang Tô cũng có hàng trăm nạn nhân thiệt mạng do những trận sét đánh bất ngờ và không lường trước được. Những thảm họa do sét tạo ra phần lớn nhắm vào con người và thành trì của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây hoang mang trong dư luận và sự đồn đoán lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội hơn một ngày qua. Và việc ông trời dường như đang đẩy mạnh việc trừng phạt tiêu diệt Tập Cận Bình và chế độ Cộng sản độc tài toàn trị tại Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!